chấn động, thầy Tử Vi tiết lộ sự thật bất ngờ, giúp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 được trời Phật độ mệnh. Tiền bạc ập đến, làm một hưởng mười, đổi đời giàu nhanh chóng mặt, đúng trong tháng 11 và 12 âm lịch 2024. Quan hỷ kính chào quý vị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý vị bình an, sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Quý Mậu Tuất sinh năm 1958 thân mến, ở đời không ít người hám tài, tham quyền háo sắc mà đánh mất đi lý trí đạo đức nhân cách, khiến bản thân lâm vào cảnh thân bại danh liệt. Người sống thiện lương thường chấp nhận thua thiệt, nhưng trời cao sẽ phù hộ, mỗi một hành động hướng thiện, tích đức đều giúp bản thân tăng thêm phúc khí. Khi đứng ở trên vị trí cao hơn người khác, ắt sẽ bị không ít người đố kỵ, đó là điều khó có thể tránh khỏi, bởi không muốn người khác hơn mình là thói ghen tị thường tình của con người. Người xưa có câu, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Khi đã có đủ niềm tin vào số mệnh và nhân quả, chúng ta sẽ tìm được con đường dẫn đến bình yên. Theo luận giải chính xác 100% của các bậc thầy tử vi và thầy phong thủy, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, giờ ăn ở hiền lương đức độ, chăm làm việc thiện mà được quý nhân phù trợ, về trung và hậu vận cuộc sống an nhàn, sung sướng, con cháu đầy đàn, làm ăn phát đạt, tiền tiêu ba đời chẳng hết. Tuy nhiên, nếu bản mệnh Mậu Tuất chú ý ba điều này, thì phúc tự tâm, đảm bảo trong 2 tháng 11 và 12 âm lịch này, sẽ là thời điểm hốt trọn lộc trời, đổi đời giàu có, mua nhà sắm xe, sung sướng hết phần thiên hạ. Vậy, cụ thể chi tiết vận trình của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ ra sao? Bản mệnh sẽ gặp những vận may gì? Có gặp phải vận hạn gì trong 2 tháng tới hay không? Và cách hóa giải cụ thể như thế nào? Thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi nhé. Quý vị thân mến, xét về quá khứ của Mậu Tuất đã bao lần khởi đầu, đã bao lần thất bại, đã bao lần thành công, rồi bao lần không giữ được thành quả, đã bao lần Mậu Tuất chỉ giản đơn là thiếu một chút may mắn, thiếu một chút hanh thông là có thể xoay chuyển đất trời theo mong mỏi. Trong quá khứ, không thể nói là Mậu Tuất không có thành quả, họ có, chắc chắn có. Chỉ là nếu một người có 10 phần tiềm năng cùng 10 phần nỗ lực thì nên có được 10 phần thành quả. Còn với Mậu Tuất 10 phần khả năng của họ cùng 20 phần nỗ lực vào thân mới đổi được 4 phần thành quả vào người. Cũng gọi là có chút quả ngọt, nhưng chưa được nhiều, cũng chưa được thỏa. Là vì vận may, hay là vì nhân tâm nhân tính, hay giản đơn là vận số của Mậu Tuất quy định rằng họ không được hưởng đoạn này. Đoạn này là đoạn họ xây móng, đoạn này là đoạn họ xây nền, để làm cái gốc cho toàn bộ giai đoạn của họ phía sau này. Tuy nhiên, cuộc hành trình 10 năm một dòng đại vận đã sắp kết thúc. Mậu Tuất hiện tại 66 tuổi, đã trải nghiệm nhiều điều vô cùng phong phú. Nó là đoạn thăng trầm, lên voi xuống cúng, may mắn có, vinh quang có, nổi trội có, đen đuổi có, xui xẻo có, chán nản có, an toàn có, liều lĩnh có, hăng say có, mỏi mệt có, lạc quan bi quan đầy đủ. Nó là cái đoạn mà triệu triệu dòng cảm xúc dần xoay, rèn tâm luyện tính cho Mậu Tuất, hình thành nhân cách, tư duy, khai mở trí tuệ, trình độ và biến Mậu Tuất trở thành một con người kiên cường, nội tâm, tình cảm, truy tự lập và nhiều tự trọng, cũng thức tỉnh trọn vẹn cái mong muốn thành công, cùng những mầm tài năng tương ứng, để có thể tận dụng mà xây dựng tự thành trong Mậu Tuất. Tuổi Mậu Tuất tượng trưng cho thành công khi đã trải qua bao vất vả, khó khăn, đa phần họ là người đáng tin, sống có nguyên tắc. Không những vậy mà họ còn làm việc cẩn thận, không biết mệt mỏi là gì, biết lắng nghe ý kiến của người khác. Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi quan điểm của họ thì rất khó khăn. Mậu Tuất thường che giấu tính cách bướng bỉnh, không chịu khuất phục ai, bởi vẻ ngoài đơn giản, sự thông minh được ẩn dưới lớp vỏ bọc trầm lặng, kiệm lời. Về cơ bản, người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 khá hướng nội, nhưng lúc cần thiết họ lại vô cùng dũng cảm, oai hùng, có óc tưởng tượng tốt, chủ động và có nhiều tham vọng. Mậu Tuất có suy nghĩ đơn giản, rạch ròi, không rào trước đón sau, là một người bạn đáng tin cậy. Bạn có thể tâm sự với họ về băn khoăn của mình, họ sẽ giải quyết vấn đề cho bạn bằng một cách đơn giản nhất. Nam giới tuổi Mậu Tuất nổi tiếng thông minh sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp, bất ngờ. Họ phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì mình nên và không nên làm. Những người mơ hoài bão luôn tồn tại trong con người họ như một ngọn lửa âm ỉ. Chỉ cần tìm thấy thời cơ thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Một khi làm việc, những người này tập trung cao độ và cố gắng hết mình,
chừng nào chưa hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ không bỏ cuộc. Tuy nhiên điểm yếu lớn nhất của người tuổi Tuất đó là không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Họ có thể nổi giận với đồng nghiệp bất cứ lúc nào, dù cơn nóng giận ấy sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng điều đó đã khiến người khác bị tổn thương. Phụ nữ tuổi Mậu Tuất là những người nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động. Họ thích tham gia những hoạt động tập thể, trở thành tình nguyện viên giúp đỡ người gặp khó khăn. Cô nàng này rất coi trọng vẻ bề ngoài. Bạn sẽ không bao giờ thấy họ ra khỏi nhà trong bộ dạng luộm thuộm, xấu xí. Họ là những người giỏi giao tiếp, vì vậy phụ nữ tuổi Tuất có nhiều bạn bè yêu quý, tin tưởng. Theo tử vi học phương Đông, quý tuổi Mậu Tuất hay còn gọi là Tiến Sơn Chi Cẩu, mệnh bình địa mộc, tức cây ở đồng bằng. Do đó, người tuổi Mậu Tuất thường thành thực, trung hậu và có hiểu biết rộng. Đây còn là người có tinh thần chính nghĩa, không ngại khó khăn khi giúp đỡ mọi người. Họ cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân nếu cần thiết, và vì vậy họ được nhiều người tin tưởng, yêu mến. Người tuổi Mậu Tuất có thể trở thành bạn bè hoặc cấp dưới đáng tin cậy. Họ cũng có khả năng chịu đựng khó khăn, gian khổ. Khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ tiến lên không ngừng nghỉ. Họ có khả năng hợp tác với người khác để làm nên sự nghiệp chung. Người tuổi Mậu Tuất tính tình ôn hòa, mềm dẻo, dễ gần, nhưng nhiều khi yếu đuối, nhu nhược, thiếu đi cá tính và màu sắc của bản thân. Tuy nhiên họ có sự chịu đựng kém. Đứng trước áp lực của công việc và cuộc sống, nhiều khi họ xử lý không thấu đáo, thường đau đầu, mất ngủ hoặc có biểu hiện bất lực buông xuôi trước thử thách. Để hướng tới thành công, họ cần tôi rèn nghị lực, ý chí nhiều hơn nữa. Những lúc gặp khó khăn, họ cần động viên, an ủi, chia sẻ, cảm thông, khích lệ rất nhiều. Tuổi Mậu Tuất mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường, nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Mậu Tuất muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Những người tuổi Mậu Tuất thường rất chăm chỉ, siêng năng, khéo tay, tỉ mỉ. Họ có biệt tài nghiên cứu, sửa chữa máy móc, làm các đồ thủ công mỹ nghệ, trồng cây và chăn nuôi. Chỉ cần một chút nghị lực can đảm thôi là họ có thể thành công trong công việc và cuộc sống. Mậu Tuất là người rất có năng lực làm việc, nhưng họ không phải là người có tài ăn nói. Họ cũng là người không thể giữ yên lặng trong thời gian dài. Tuy nhiên, vì không có khả năng biểu đạt nên họ thường chỉ có thể nói rất thẳng thắn ý kiến của mình về mọi việc. Nếu không làm được như vậy, họ sẽ cảm thấy rất cô độc. Đối với họ, gia đình và danh dự là hai điều đáng quý nhất của một con người. Dù có bận rộn đến mấy với công việc, tuổi Mậu Tuất cũng sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm lo cho những người thân xung quanh họ. Trong những lúc khó khăn, chính tình cảm gia đình, bạn bè là nguồn động lực duy nhất tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho tuổi Tuất vượt qua gian nan thử thách. Hiện tại của Mậu Tuất, tiếc rằng 2022 nếu là một đoạn thời không thông, thế không thuận, thì 2024 này là một năm của một sự khởi đầu. Không chỉ khởi đầu đẹp cho một năm, mà là một chuỗi chuyển cảnh dài lâu cho giai đoạn cuối trung vận và hậu vận của Mậu Tuất suốt sau này. Tử vi năm 2024 đã chỉ ra rằng tuổi Mậu Tuất sẽ là một trong những con giáp được đền đáp xứng đáng nhất với những gì họ đã bỏ ra trong những năm qua để bắt đầu gặt hái thành công trong năm nay. Bước sang năm 2024, tuổi Mậu Tuất may mắn có các yếu tố ngũ hành tương sinh với năm thiên hòa địa hòa, nên sẽ có một năm thuận lợi, ổn định trong các khía cạnh cuộc sống công, việc gặp nhiều may mắn, gia đạo an yên hòa hợp, có bạn mới, gặp quý nhân giúp đỡ, được thăng quan tiến chức như ý muốn. Đặc biệt, theo lá số tử vi, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 là con giáp vô cùng may mắn khi gặp được thời cơ đổi vận phát tài trong hai tháng cuối năm. Đó là tháng 11 và 12 âm lịch. Đây được dự báo là thời điểm hiếm có để con giáp này chở mình vươn lên làm giàu, thành công, không những trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang, mà một số người tuổi Mậu Tuất còn may mắn trúng lớn liên tiếp, làm đâu được đó, phất lên như diều gặp gió, tiền bạc cứ thế đổ về ầm ầm, giàu có bất ngờ. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đi vào tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, trong hai tháng may mắn này quý vị nhé. Đầu tiên, xét phương diện công danh, sự nghiệp. Dựa vào những tính toán cung mệnh trong hệ tử vi phương Đông, thầy tử vi có tiết lộ, bước sang tháng 11 và 12 âm lịch, công việc của anh chị Mậu Tuất làm ăn thuận lợi,
có bước tiến nhảy vọt hơn hẳn, bù đắp lại cho những mất mát trước đó. Đây là thời điểm lý tưởng để anh chị mở rộng làm ăn hoặc hồn hạp đầu tư, kinh doanh. Bước đầu có thể gặp chút trở ngại, nhưng được tam hợp cục mang tới vận quý nhân dượng, ắt có người đứng ra ứng cứu kịp thời, dễ thu hồi vốn liếng. Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp. Các tinh hoa cái và thiên quan mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa, được cấp trên đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh vào thời gian này. Dân kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do sẽ có một khoảng thời gian kiếm tiền như hái. Anh chị có thể cân nhắc đến việc mở rộng quy mô bằng cách hồn hạp làm ăn với người có cùng chí hướng, tỷ lệ thành công cao. Với ai có ý định khởi nghiệp, cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả cát lành. Có điều, trong 2 tháng tới này, tuổi Mậu Tuất vẫn có những khúc quanh nhất định, điển hình như ngũ quỷ hung tinh chủ về phá hoại, cản trở, tiểu nhân hãm hại. Anh chị cần hết sức thận trọng trong hợp tác làm ăn, nên ký tá giấy tờ rõ ràng, tránh mập mờ kẻo phát sinh tranh chấp về lợi ích sau này. Xét phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 11 và 12 của tuổi Mậu Tuất âm lịch, dưới sự hỗ trợ của các cục nhị hợp, tài lộc của anh chị trong 2 tháng này khá tốt. Có các tinh hỗ trợ, giúp Mậu Tuất tiền bạc hanh thông bất ngờ, kiếm tiền như hái, bù gấp mấy lần so với những hao hụt của giai đoạn đầu năm. Thời điểm này, do có thực thần xuất hiện, anh chị không cần quá lo lắng về vấn đề tài chính, bởi không còn quá phụ thuộc vào một nguồn thu như trước. Ngược lại, anh chị biết đa dạng hóa các danh mục kinh doanh hay đầu tư vật chất khác nhau, nguồn tiền lưu chuyển nhịp nhàng, thu về hàng tháng ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, ngay trong tháng 11 âm lịch này, người tuổi Mậu Tuất sẽ có vận trình thiên tài đại phát, tài lộc ùn ùn đổ về nhà với khí thế ngất trời. Chẳng gì có thể cả nổi. Chẳng vậy mà thời gian này được gọi là thời điểm may mắn, phát tài phát lộc của bạn, giúp cho tuổi Mậu Tuất kiếm tiền chỉ trong chớp mắt. Những công việc tay trái, không phải công việc chính, sẽ giúp cho anh chị phát hiện ra rằng mình còn nhiều tài năng tiềm ẩn khác nữa. Một điều không thể nghi ngờ, chính là những công việc đó đem lại cho tuổi Mậu Tuất nguồn thu nhập lý tưởng, tiền bạc dồi dào nhiều không kể xiết. Dù vất vả đôi chút, nhưng anh chị vốn chăm chỉ, tận tâm với những việc mình làm, nên luôn cố gắng hoàn thành thật tốt những việc thuộc trách nhiệm của mình. Cũng chính nhờ hiệu quả công việc luôn đạt mức cao, nên Mậu Tuất mới nhận được những thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tuy nhiên, anh chị cũng cần phải khống chế ham muốn mua sắm của mình nhé. Đừng thấy tiền kiếm được nhiều mà dung tay quá chán. Tất nhiên đó là đồng tiền do chính bàn tay mình làm ra, nhưng hãy nghĩ đến những vất vả và thời gian mình mất để có được nó, mà chi tiêu sao cho hợp lý. Tiền bạc đến nhưng tài khí phải tích tụ thì mới có được tài lộc dồi dào, bền vững quý anh chị nhé. Về phương diện tình duyên và gia đạo. Xem tử vi 2 tháng cuối năm 2024 của tuổi Mậu Tuất, vận đào hoa của bản mệnh khá dượng, thêm nữa đa phần đây đều là đào hoa lành, nên chuyện tình cảm nhân duyên ngày càng tốt đẹp, người độc thân dễ gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp. Tình cảm lứa đôi phát triển nhanh chóng tới mức có thể tính chuyện hôn nhân đại sự. Đời sống hôn nhân hài hòa, gia đạo yên vui. Đây là dịp để vợ chồng hâm nóng tình cảm, hóa giải những mâu thuẫn trước đó. Vì thế dù khá bận rộn với công việc, nhưng hãy sắp xếp thời gian hợp lý để cả hai có dịp bên nhau nhiều hơn, sẽ chia nhiều hơn về cuộc sống, tình cảm cứ thế thăng hoa. Về phương diện sức khỏe. Xem tử vi tháng 11 và 12 âm lịch năm 2024, có thiên nguyệt chủ ốm đau, bệnh cũ tái phát ảnh hưởng, tuổi Mậu Tuất cần chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân nhiều hơn. Một số chứng bệnh dễ tái phát nhất liên quan đến hệ tiêu hóa và hô hấp như đau dạ dày, viêm phế quản, viêm phổi, nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh tình trạng bệnh càng thêm nghiêm trọng. Để củng cố và tăng cường sức khỏe, bản mệnh Mậu Tuất nên lưu ý một vài nguyên tắc dưỡng sinh mùa đông. Cụ thể nên ưu tiên nạp vào cơ thể những thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng phong phú, cũng như cung cấp nhiệt lượng đầy đủ, bởi theo đông y, vào mùa lạnh nên tàng tinh, dưỡng âm, tiềm dương, cho nên đây là thời điểm phù hợp cho việc bồi bổ giúp kiện cường thân thể, tăng sức đề kháng và khả năng chống lại bệnh tật. Ngoài ra, khi đã bắt tay vào công việc, hoặc khi phải xuất hành đi xa, bạn cần phải tập trung chú ý, giữ đầu óc luôn tỉnh táo, chấp hành luật an toàn giao thông để hạn chế vướng phải những tai nạn bất ngờ, đáng tiếc. Tiếp theo sau đây
là dẫn Trình Tử Di chi tiết từng tháng và Cẩm Nang Dượng dẫn của tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. 1. Tử Di tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, trong tháng 11 âm lịch. Xem Tử Di tháng 11 năm 2024 tuổi Mậu Tuất âm lịch, ảnh hưởng của dịch mã, nên dự báo thời gian này bản mệnh khá vất vả, nhiều người phải đi công tác, di chuyển thường xuyên vì lý do công việc. Có thể thấy, lịch trình thời gian cuối năm khá kín, bản mệnh ít có thời gian để nghỉ ngơi. Thời gian này, dường như bản mệnh không thể nhờ ai giúp đỡ cho mình việc gì, mọi việc phải tự mình xoay sở. Khi bạn phải tự lo cho bản thân mình về cuộc sống, cũng là lúc tuổi Tuất thấy bản thân có cơ hội trưởng thành trong thời gian ngắn. Không những thế, càng vất vả bôn ba, song sáo thì thu hoạch càng lớn, tiền bạc vì thế mà ngày càng dồi dào. Bạn có thể mua sắm những món đồ mình thích mà không phải lo nghĩ nhiều như trước đây. Dưỡng nhập mệnh cho thấy bản mệnh giỏi giao tiếp, và điều này trở thành lợi thế của bạn, nhờ đó mà có thể thuyết phục được khách hàng của mình tin tưởng. Thế nên, tuy thời gian này có mệt mỏi, căng thẳng, nhưng bù lại là thành tích đạt được khá đáng kể. Trong chuyện tình cảm, bản mệnh cũng xác định được rõ ràng vấn đề để xử lý, do đó nếu có mâu thuẫn thì mọi thứ được giải quyết êm đẹp, không có gì phải lo nghĩ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thiên nguyệt hung tinh, nên khi có chút thời gian rảnh, bản mệnh lại có cảm giác cô đơn, sự lo lắng, không tìm được niềm vui riêng cho cuộc sống của mình, khiến bạn dễ gặp vấn đề liên quan tới sức khỏe, cơ thể yếu nhược, ốm đau, bệnh tật. Quý nhân, Tỵ, Thìn, tiểu nhân, Tuất, Mùi, màu sắc may mắn, nâu, ghi xám, con số may mắn, 33, 69. 2. Tử Di tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, tháng 12 âm lịch. Xem Tử Di tháng 12 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Mậu Tuất sẽ lâm vào cục diện tương hình thái tuế, nên vận trình gặp nhiều sóng gió, chủ yếu do tư tưởng bế tắc, thiếu tin tưởng vào bản thân gây ra. Bản mệnh có lẽ sẽ phải trải qua nhiều tình huống khó khăn đến từ đồng nghiệp và cấp trên, dù vậy cũng không nên quá bi quan, bởi thất bại là mẹ thành công. Chỉ cần bản mệnh sức bền trí lớn, luôn cố gắng nỗ lực hết mình, thì sẽ có thể xoay chuyển được tình hình, thậm chí là nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mọi việc đều tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tình hình tài chính cũng khó có sự phát triển tích cực trong tháng này, dù vẫn có những khoản thu đều đặn từ lương cứng, nhưng những việc làm thêm, buôn bán theo kế hoạch để tăng thu nhập đón Tết của bạn lại không đem về lợi nhuận như mong muốn. Tháng này, bạn cũng nên đề phòng đối thủ cạnh tranh, dùng những thủ đoạn để cướp công đoạt sức của bạn. Không chỉ công danh tài lộc bị ảnh hưởng, mà phương diện sức khỏe của bạn cũng có dấu hiệu sa sút. Do tháng này có nguyệt lệnh lâm suy tác động, sức lực hư hao, thể trạng uể oải, sẽ làm giảm hiệu suất hàng ngày. May mắn là các triệu chứng này chỉ là tạm thời, sẽ nhanh chóng biến mất nếu bản mệnh duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và luyện tập thể thao hợp lý. Về phương diện tình cảm, gia đạo của Mậu Tuất khởi sắc mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm này, được đào hoa tinh chiếu mệnh, có lợi cho cả người độc thân lẫn người đã có gia đình. Tình cảm thăng hoa và êm ấm cũng tạo động lực để bản mệnh quyết tâm vượt qua nghịch cảnh, đón Tết an vui. Quý nhân, Thân, Ngọ, tiểu nhân, Sửu, Thìn, màu sắc cát tường, nâu, đỏ, con số may mắn, 12, 93, 14. Thưa quý vị, dân gian có câu, thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể thấy thời gian tới, người tuổi Mậu Tuất sẽ có cả thiên thời địa lợi. Chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ, và để giúp bản mệnh tuổi Mậu Tuất dễ dàng tìm được quý nhân và tránh kẻ tiểu nhân. Sau đây sẽ là những tuổi hợp kết giao với tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, dựa theo can chi ngũ hành. Tuổi Tuất với tuổi Tý. Hai tuổi này khi hợp tác làm ăn sẽ hỗ trợ nhau rất nhiều. Tuổi Tý giỏi phân tích, mưu lược, còn tuổi Tuất lại hành động mạnh mẽ, quyết liệt. Chỉ cần cả hai có mục tiêu, chí hướng chung thì sẽ sớm đạt được thành quả tốt đẹp. Tuổi Tuất với tuổi Sửu. Hai con giáp này chỉ nên hợp tác ở những lĩnh vực cả hai có sự am hiểu và có kiến thức tốt. Sự chắc chắn của tuổi Sửu và cẩn trọng của tuổi Tuất sẽ khiến họ bỏ lỡ đi nhiều cơ hội tốt nếu tham gia vào những lĩnh vực mới. Tuổi Tuất với tuổi Dần. Thuộc nhóm tam hợp, tuổi Tuất và Dần không chỉ là những đối tác làm ăn tin cậy của nhau, mà họ còn có thể trở thành tri kỷ trong cuộc sống,
sự hợp tác của Dần và Tuất sẽ mang lại thắng lợi lớn. Tuổi Tuất với tuổi Mão, Tuất và Mão nếu làm ăn kinh doanh với nhau thì có tài lộc, công việc thăng tiến, ăn nên làm ra và thu về lợi nhuận lớn. Tuy vậy, cả hai không được chủ quan, nếu không cũng dễ mắc phải sai lầm. Tuổi Tuất với tuổi Thìn, hai con giáp này nếu hợp tác làm ăn với nhau thì dễ bị sao nhãng, lạc hướng, đặc biệt là sự phóng khoáng và cả thèm chóng chán của người tuổi Thìn. Nếu cả hai có thể phát huy được ưu điểm của nhau thì sự kết hợp này mới mang lại hiệu quả. Tuổi Tuất với tuổi Tỵ, hai tuổi Tuất và Tỵ có nhiều điểm bù trừ lẫn nhau, sự thông minh của Tỵ sẽ giúp cho họ đến được đích nhanh hơn, làm việc sáng tạo và năng suất hơn, cả hai sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm của đối phương. Tuổi Tuất với tuổi Ngọ, sự hợp tác này mang tới nhiều lợi ích cho cả hai. Tuổi Ngọ không ngại thử thách, luôn tiên phong dẫn đầu. Tuổi Tuất kỷ luật và nghiêm túc, họ có thể thành công trong nhiều lĩnh vực và cùng nhau chinh phục hết mục tiêu này đến mục tiêu khác. Tuổi Tuất với tuổi Mùi, để công việc làm ăn được trơn tru, thuận lợi thì trước tiên tuổi Mùi và Tuất cần phải có sự thấu hiểu lẫn nhau và làm sao để phát huy được tối đa điểm mạnh của nhau, nếu không thì sẽ không đạt được hiệu quả như mong đợi. Tuổi Tuất với tuổi Thân, hai tuổi này có chung ưu điểm là rất kiên trì và nghiêm túc trong công việc. Nếu có chung mục tiêu thì họ sẽ nhanh chóng gặt hái được những kết quả đầu tiên. Đây là đòn bẩy để họ nỗ lực hơn trong những chặng đường tiếp theo. Tuổi Tuất với tuổi Dậu, cặp đôi con giáp này nếu hợp tác làm ăn thì ban đầu sẽ có khó khăn, cản trở, đòi hỏi cả hai cần bình tĩnh giải quyết và đồng hành với nhau để vượt qua, nếu không thì sẽ dễ tan rã. Tuổi Tuất với tuổi Tuất, hai người đồng tuổi Tuất dễ dàng hợp tác làm ăn với nhau vì họ có nhiều điểm chung về mặt tính cách lẫn mục tiêu. Ban đầu kết quả đến sẽ chậm, nhưng sẽ đạt được thành quả vững chắc về sau. Tuổi Tuất với tuổi Hợi, cặp đôi này có sự kiên trì và tích cực. Dù gặp khó khăn họ vẫn tràn đầy năng lượng chiến đấu, hết mình trong công việc. Sự hợp tác của Tuất và Hợi sẽ mang tới nhiều lợi ích. Họ cũng sẽ gặt hái được những thành quả như mong đợi. Tiếp theo là vật phẩm phong thủy cho tuổi Mậu Tuất may mắn, bình an, phát tài phát lộc trong 2 tháng cuối năm 2024. 1. Phật độ mệnh cho tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Mỗi con giáp đều có một vị Phật độ mệnh giúp bảo hộ bình an và mang lại may mắn cho mình. Với người tuổi Tuất nói chung và tuổi Mậu Tuất nói riêng, vị Phật bản mệnh của tuổi này là Phật A-di-đà. Xem tử vi, người tuổi Mậu Tuất có đặc trưng là rất nhanh nhẹn, thông minh, hiếu học, có tinh thần trách nhiệm, nên được người xung quanh yêu quý, cấp trên coi trọng. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là khá cố chấp, ngang bướng, dễ nổi giận, nên người khác khó lòng thân cận. Nếu có Phật A-di-đà bên cạnh, Ngài sẽ giúp điều hòa tính cách, mang tới sự hòa hợp, bình tĩnh cho bản mệnh. Phật A-di-đà còn ngụ ý cho tiền đồ vô lượng, không chỉ tăng cường sức hấp dẫn, mà còn rất có lợi cho sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất. 2. Tỳ hưu phong thủy. Theo đặc điểm tính cách, tuổi Tuất là những người có tài năng, tuy nhiên không hề biết cách giữ tiền, làm được tuy nhiên chưa chắc đã quy về một mối. Con giáp này nếu như kết hợp dùng tỳ hưu phong thủy, tiền tài sẽ được cất giữ, tích tài tích lộc từ đấy mà sự nghiệp thăng tiến. Để tận dụng tối đa công năng của tỳ hưu, bạn có thể chọn vật phẩm phong thủy đeo trên người có mặt đá tỳ hưu. Tỳ hưu là vật phẩm nổi bật với khả năng giữ tiền, lôi cuốn tiền của cho chủ nhân của chúng. Khi kết hợp với tuổi Tuất, tỳ hưu sẽ mang lại sự thay đổi rõ rệt về đường tài vận. 3. Hồ lô phong thủy. Vào năm 2024 là một năm tốt xấu đang xen về tài chính đối với người tuổi Tuất, bị ảnh hưởng bởi nhiều chòm sao xấu, tâm trạng, tính khí tuổi Tuất theo đó mà trở nên thất lường, luôn suy xét tiêu cực, chán nản. Tuy vậy, nếu biết quy luật vận hành âm dương, tuổi Tuất hãy lợi dụng dương khí từ vật phẩm phong thủy để thay thời đổi vận. 4. Quả cầu thủy tinh, sức khỏe dồi dào. Người tuổi Tuất trong thời gian này muốn sức khỏe tốt thì đừng quên bày trong nhà mình quả cầu thủy tinh phong thủy nhé. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng cầu an, tăng cường sức khỏe. Bạn nên chọn loại càng đơn giản, càng tự nhiên càng tốt, chớ nên trưng quả cầu có nhiều họa tiết cầu kỳ. Ngoài ra, bạn cũng có thể trưng quả cầu phong thủy làm bằng đá quý như ngọc, mã não hay thạch anh cũng sẽ có tác dụng tương tự. Về màu sắc thì nên chọn loại có màu sắc hợp với mệnh của mình nhé. 5. Cây phong thủy cho tuổi Mậu Tuất. Theo luận giải tử vi, người tuổi Mậu Tuất có đường tài vận,
tài lộc hơi chắc trở, khó phát lộc phát tài, hay bị người khác cản trở đường công danh. Vì thế khi tìm hiểu tuổi Tuất trồng cây gì cho hợp mệnh sẽ giúp bạn cải thiện tình hình khó khăn hiện tại, hút tài lộc, thịnh vượng may mắn vào nhà. Người tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh kim, vì thế chủ nhà chỉ nên chọn những cây cảnh có màu nâu do thổ sinh kim hoặc trắng, kim hợp kim, và cần tránh chọn những cây cảnh có màu đỏ, hồng, cam, tím, quả khắc kim hoặc xanh dương, nếu không tiền bạc không cánh mà bay. Một số loại cây cảnh hiện nay phù hợp với tuổi và mệnh lại giúp gia đình bạn phát tài phát lộc cho bạn lựa chọn, đó là cây trúc phát tài, cây may mắn, cây ngọc ngân, kim đế dượng, cây kim phát tài, cây bút sen, cây cao nhật, cây phát tài, cây cỏ nhật. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Mậu Tuất. Ở đời có bốn thứ không nên nợ, đó là tiền bạc, là trách nhiệm, là ân tình và thời gian. Nợ không trả là tự gieo nghiệp hèn. Với món nợ tiền bạc, theo lẽ tự nhiên có dây có trả. Khi ta dây một món tiền nghĩa là ta đang nhận ở người đó một món nợ, không chỉ đơn thuần là vật chất mà còn là ân nghĩa. Thế nhưng, ở đời nhiều người dây tiền không trả dẫn đến nghiệp nghèo, có người xù nợ. Có người trả nợ nhưng lại mang niềm oán giận cho người cho dây. Theo nhà Phật, đây chính là việc đang tự gieo nghiệp nghèo hèn cho mình. Có câu chuyện như sau. Tiến làm nghề kinh doanh bất động sản ở Hà Nội, vốn xuất thân là một người khá giả. Anh được thừa hưởng khối tài sản lớn của bố mẹ để lại, nên bắt đầu lập nghiệp kinh doanh bất động sản một cách thuận lợi. Thế nhưng chỉ sau 10 năm lấy vợ và làm người giàu có, sự nghiệp của Tiến càng ngày càng xuống dốc. Bao nhiêu đất đai mà Tiến tậu được cuối cùng phải bán hết vì nợ nần. Chẳng là trong quá trình làm ăn, Tiến thường dây rất nhiều người, cả ngân hàng cũng như anh em bạn bè, và bất cứ ai mà Tiến gặp, Tiến ở nhà biệt thự, đi xe sang. Nhưng lạ là khi có cơ hội dây được tiền của ai là Tiến dây. Lúc dây, Tiến đều hứa là một tháng hoặc hai tháng sau sẽ trả. Nhưng đến ngày hẹn trả, Tiến viện đủ lý do để khất nợ. Khi đòi quá thì Tiến sẽ tránh mặt, không trả lời điện thoại, thậm chí còn dùng kế cả dú lấp miệng em rằng đừng có mà dồn tôi đến chân tường, hoặc dùng kế quảng binh, yên tâm đi, một tuần sau tôi trả không thiếu một đồng. Anh em với nhau dây mấy đồng bạc mà cứ làm như là chết đến nơi. Thế nhưng đến một tuần sau đó, Tiến lại lờ đi như chưa bao giờ có chuyện dây mượn xảy ra. Hầu hết những người cho Tiến dây tiền đều đã có mối quan hệ rất thân tình, tốt đẹp với anh. Nhiều người vì cho Tiến dây tiền mà mất thời gian đi hỏi nợ, mất cả ăn cả ngủ vì ức chế, vợ chồng mất hòa thuận vì trách móc lẫn nhau khi cho Tiến dây tiền. Tiến cũng từng kiếm được bộn tiền nhờ buôn bán bất động sản. Thế nhưng trong khoảng 5 năm trở lại đây, Tiến không làm ăn gì được với nghề này. Bao nhiêu đất của Tiến đều bị các chủ nợ thu hồi, đến ngôi nhà vợ chồng Tiến ở cũng bị ngân hàng siết nợ. Hiện Tiến đang phải ra phụ vợ bán hàng ăn để kiếm sống hàng ngày. Trường hợp thích nợ, dây nợ không muốn trả như của Tiến không hề hiếm. Chỉ cần tra Google cụm từ dây tiền không trả, bạn sẽ tìm ra hàng loạt những câu hỏi gửi luật sư của các chủ nợ là nạn nhân của những con nợ dây tiền không muốn trả kiểu này. Thượng tọa Thích Chân Quang trong bài Pháp Âm Nhân Quả Giàu Nghèo giải thích về vấn đề nhân quả giàu nghèo. Trong bài Pháp Âm Nhân Quả Giàu Nghèo như sau. Giàu là do siêng năng giúp đỡ, bố thí người khác. Nghèo là do hà tiện, bủn xỉn, ích kỷ, không chịu bố thí. Theo lời giải thích này thì hành vi dây tiền không trả hoặc dây tiền không muốn trả là một biểu hiện của tâm ích kỷ, tráo trở. Chiếu theo luật nhân quả trong đạo Phật thì hành vi đó chính là cách gieo nghiệp nghèo hèn cho mình. Nhanh thì cho đời này, muộn thì cho những đời sau. Không chỉ gieo nghiệp nghèo vì tâm ích kỷ mà còn gieo cả nghiệp gian truân trong đời vì tâm tráo trở, như đã phân tích ở trên. Thạc sĩ Nguyễn Hồng Lê cũng cho rằng tốt nhất trên cuộc đời không nên nợ cái gì. Khi ta nợ ai đó một cái gì thì ta đang tự khoác lên cuộc đời mình một gánh nặng. Về vấn đề nợ tiền bạc cũng như vậy, bất đắc dĩ thì mới phải đi dây. Người có đạo đức họ sẽ ăn không ngon ngủ không yên khi chưa trả được nợ. Còn người thiếu đạo đức thì thường họ không có cảm giác đó. Ngược lại, với họ dây được là mừng, còn không cần biết là khi nào sẽ trả. Khi nào người khác đòi nợ thì họ sẽ chây ì, mặc cho ân nhân của mình đau khổ, tức giận thế nào. Theo các chuyên gia, người sợ nợ vì thế cũng là người có đạo đức, bởi nợ nào thì cũng phải trả, không trả cách này thì sẽ phải trả bằng cách khác, bởi nhân quả không loại trừ ai. Dân gian có câu nói truyền miệng rất hay, đó là tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Câu này có ý nghĩa là dù yêu quý nhau đến cỡ nào thì vẫn nên minh bạch trong vấn đề tiền bạc.
Tiền bạc là mồ hôi, là công sức lao động của mỗi người. Nếu vì yêu quý nhau, thân thiết nhau mà lợi dụng tiền bạc của nhau thì đến một ngày tình cảm cũng sẽ sứt mẻ. Ngay cả anh em ruột thịt thì vẫn cần phải rõ ràng về vấn đề tế nhị này. Khoản nào dây thì rõ là dây, và cần phải trả với tấm lòng biết ơn. Khoản nào cho biếu hay tặng thì người cho không nên đòi người nhận một ngày nào đó trả ơn, mà hãy vô tư theo cách cho đi hạnh phúc, chính là mang lại hạnh phúc cho mình, nhưng đó là phía người cho. Còn phía người nhận thì bắt buộc không bao giờ được quên ân tình đó, bởi món nợ đó không đơn thuần là nợ vật chất, mà còn là nợ cả ân tình, và nếu không trả sẽ gieo nghiệp nghèo. Quý vị thân mến, sống ở đời nếu có tâm hồn lương thiện, thái độ sống tốt đời đẹp đạo, luôn giúp đỡ người xung quanh, những người như vậy chắc chắn sẽ nhận được sự che chở, phù trợ từ chư thần Phật Bồ Tát. Thực ra một người có được bảo hộ hay không, không liên quan tới việc bạn có tín tâm hay không, mà nằm ở hành vi của bạn. Sống ở đời, cho đi thì mới có thể nhận lại. Thế nên trong cuộc sống, ngoài sống vì bản thân, cũng nên mở lòng sống vì người khác. Đôi khi nhận phần thiệt về mình, bạn sẽ được ông trời bù đắp bằng những thứ vô cùng giá trị, xứng đáng gấp trăm lần. Bạn đừng buồn khi đôi khi nhiều người làm việc tổn hại liên quan đến bạn lại luôn gặp may, mà nên thầm chúc mừng và vui vẻ cho họ, bởi chính bạn là người rất có phúc, được thần linh phù hộ. Người lương thiện chân chính không nằm ở hành động hình bề ngoài, mà là thể hiện của nội tâm. Chỉ cần sống lương thiện, ý nghĩ thuần khiết, trời xanh ắt có an bài, quả đất tròn. Tất cả những việc làm lương thiện của bạn rồi cuối cùng cũng sẽ quay trở lại với bạn. Quý nhân không phải ở đâu xa xa mà được ẩn giấu ngay sau tấm lòng thiện lương của bạn. Người lương thiện khi lâm vào khốn cảnh sẽ luôn có cách bảo toàn. Trong thì nguy nan mà thực ra là hữu kinh vô hiểm, ấy là vì thiên đạo vô thân, thương giữ thiện nhân, tức là đạo trời không phân biệt người thân thích, đối xử công bằng với chúng sinh, nhưng làm việc thiện là phù hợp với đạo trời cho, nên những người lương thiện đều thuận theo đạo trời mà được sự quan tâm chiếu cố. Người thiện lương dù làm việc không cầu nhận được hồi báo, nhưng cuối cùng vẫn nhận được hồi báo không tưởng. Đó không phải là sự ngẫu nhiên mà đó là thiên đạo. Nếu trong cuộc sống chúng ta hay làm các việc thiện lành tốt đẹp thì được hưởng phước báo cõi trời người. Còn chúng ta làm điều xấu ác thì phải chịu cô quả, khổ đau, địa ngục, quỷ đói, súc sinh. Đó là quy luật tất yếu và sinh tồn của xã hội. Không ai có quyền ban phước, giáng họa hay sắp đặt cho chúng ta cả. Gieo nhân nào là gặt quả đó, chính Đức Phật nhờ sự tu chứng mà thấy biết rõ ràng. Con người là chủ nhân của bao điều họa phúc, và chỉ dạy lại cho chúng ta, chứ không phải do suy luận du dơ quyển hoặc. Người xưa có câu, có đức mặc sức mà ăn, là người đệ tử Phật, chúng ta phải hiểu và thực hành những lời Phật dạy, gieo những hạt giống lành, tích phước đức cho bản thân và gia đình. Chúng ta nên hiểu được rằng nhân quả rất công bằng, vì vậy muốn đón nhận được những điều lành, nhân duyên tốt đẹp, thì bản thân phải sống lương thiện. Dân, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.